đang lên rất là nhiều màu một chiếc xe mà. Nếu các bạn nào comment là xe cải lương, xe nhiều màu, ok mình xin nhận. Chiếc xe này đang là bộ tem zin các bạn ơi. Đây đang bộ tem zin và chủ xe đang nghĩ lên bộ xem là tiếp theo là một bộ tem nào nữa để phù hợp với cái đồ chơi màu vàng. Thì chủ xe sử dụng con X-Line V20 đấy, lòng màu đỏ, lòng đầu mỏ Enzoi màu trắng và sang bên này là màu xanh, tạo ra màu HRC đặc trưng của Honda. Chủ xe muốn là phanh nó ăn hơn, nhạy hơn. Để nổ ABS thì mình đã lên con Adeline Racing cả phát luôn này anh em này, RS150 này, full phát luôn, lắp đặt luôn. Nếu mà các bạn lên đĩa to hơn nhá thì chúng ta chỉ cần đẩy con heo này đưa ra thôi, đẩy Tịnh Tiến này đưa ra. Con này là Adeline Racing. Nó theo là chủ xe lên con vì là bạn ý thay Adeline 4 pit nhỏ ở dưới nên là bạn ý lên luôn tổng phanh là Racing Boy bản 14. Bóp rất là ngon lành. Sao là các anh em để ý mà xem chiếc xe này không có một tí đèn trợ sáng nào. Do là các bạn biết sao không? Con đèn này nó quá sáng rồi. Nó không thể không cần thiết phải lên đèn trợ sáng nữa. Quy team có gì? Quy team có. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Và bây giờ là còn 1 tháng rưỡi nữa thôi là Tết rồi anh em. Sắp đến Noel rồi. Noel, Tết dương lịch. Thì đây là trong những chiếc xe mà chủ xe đang làm ở Hà Nội, biển 18 của anh em Nam Định. Anh em Nam Định mua ở Thu Thủy 1 Nam Định đây. Vẫn đang dọn xe để ăn Tết, vừa đi làm ở Hà Nội, vừa chơi xe, vừa dọn xe, vẫn đang trong quá trình dọn xe để ăn Tết. Hôm nay mình sẽ review cho anh em tổng thể. Camera đi vòng đi, lùi xa xa ra em. Của bạn Hưng Tà hay Hưng La đấy, đang lên rất là nhiều màu một chiếc xe mà. Nếu các bạn nào comment là xe cải lương, xe nhiều màu, ok mình xin nhận. Được. Hảo án. Hảo án. Chiếc xe này đang là bộ tem zin các bạn ơi. Đây đang bộ tem zin và chủ xe đang nghĩ lên bộ xem là tiếp theo là một bộ tem nào nữa để phù hợp với cái đồ chơi màu vàng. Bạn ấy rất thích đồ chơi màu vàng nên là đa phần các đồ chơi màu vàng này có. Đây có hàng hiệu này. Con này là con Domino 2 dây ga nằm trên. Đa phần anh em sport nhà muốn hạ thấp dây ga, hạ thấp khí đông xuống như R3 Ninja 400 hay Ninja 650 hay là R3 đời cũ, muốn hạ thấp khí đông hay chơi cái cùm tăng tốc 2 dây ga vắt lên này. Mình có hỏi khách là tại sao em không dùng con SM2. Khách bảo là nhiều người chơi SM2 quá rồi, em chơi con quay lên trên cho nó dị. Đấy, bao tay Domino rất nhiều đồ. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em nhé. Ok, chúng ta cũng bắt đầu á. Đầu xe thì đây, các bạn thấy một bộ khóa Sparky của Honda chính hãng luôn. Tắt máy đi này. Đấy, bạn ấy lắp từ Tết năm ngoái cơ. Chiếc xe này mua rất lâu rồi. Đấy, năm ngoái thì chưa lên, năm nay lên thêm một đồ chơi nữa. Mình sẽ quay review luôn. Nổ máy này. Và chắc chắn rồi, các bạn nhìn thấy không? Công tắc tắt đề mi này, công tắc tắt đề mi này, công tắc bật đề mi, công tắc bật đèn này, công tắc tắt nguồn này. Đấy, thì đầu xe, chủ xe sử dụng là cái đây, mình cổ máy lên cho các bạn này. Đấy. Con này là đề mi Audi A11 nhá. Con này Audi A11 thì nó bất lợi hơn so với con i8 một chút là các bạn có thể nhìn thấy cái nhân của nó. Đây mình tắt đi để cho anh em này. Khi mà nhìn ban đầu ấy thì nó sẽ có một cái nhân, vài cái nhân led. Còn i8 thì nó sẽ không có cái nhân led như này. Nhưng mà con A11 thì lại nhiều chế độ chạy hơn. Đấy thì tùy các bạn lựa chọn. Camera ngồi đây đi em. Đấy. Đầu xe thì chủ xe sử dụng con X-Line V20 đấy,
lòng màu đỏ, lòng đầu mỏ Enzoi màu trắng, và sang bên này là màu xanh, tạo ra màu HRC đặc trưng của Honda. Đấy. Và cái này là che két này, che két nước này. Đấy, những cái mà mua xe thì lắp ngay che két nước với cả chống đổ. Đấy. Ô, chống đổ này thì chạm vào sườn anh em nhé. Đây chống đổ này nó bắt hai điểm này. Một điểm ở đây. Một điểm đây, một điểm bắt ở trên này nữa. Bắt ở trên này. Đấy, camera lùi lùi ra đi em, đừng sát rồi anh. Đấy, một điểm ở đây, một điểm vào đây. Và tiếp theo là bắt ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bắt đây này. Đấy, đấy là hai cái rằng cho nhau. Đấy là bộ chống đổ này là của Sài Gòn gia công. Đấy, bộ chống đổ rất là ok luôn. Treo đèn chiếu sáng, treo riết cũng ngon lành nhá. Về cái công năng ấy, đây là con xi nhan trước speed limit L14, cách đấu là khi bật điện lên nó nổi lên luôn này. Đấy, bật điện lên nổi lên luôn, và khi gạt xi nhan sang thì nó nhấp nháy ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, trông rất là nổi bật. Thì đầu xe thì chủ xe muốn là phanh nó ăn hơn, nhạy hơn. Để nổ ABS thì mình đã lên con Adeline Racing cả pháp luôn này anh em này, RS150 này, full pass luôn, lắp đặt luôn. Nếu mà các bạn lên đĩa to hơn nhá, thì chúng ta chỉ cần đẩy con heo này đưa ra thôi, đẩy Tịnh Tiến này đưa ra. Con này là Adeline Racing, nó là bản bóng cộng với thêm má của nó, sử dụng má ceramic. Thực ra bộ Adeline Racing này giờ nó rất là rẻ, nó không quá đắt. Full pass, full viết, hoàn thiện lên xe là 2.050.000. Ngày xưa bạn ấy lắp chỉ có 1.850.000 thôi, nhưng bây giờ giá nó bị tăng nguyên vật liệu, tăng nhập phí nhập khẩu, rồi phí vận chuyển nó tăng nên bị tăng giá lên 2.050.000. Thì con này thì nói về công năng thì nó quá ngon rồi, ngon hơn con Zin khẳng định luôn, ăn nhạy và hãm phanh nhanh hơn Zin rất 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 nhiều. Bây giờ cứ nghe cái tiếng xe cấp cứu hú hú là sợ không? Covid. Đấy. Về tiếp theo thì đầu xe chủ xe đầu tư rất là nhiều nhá. Đây này. Đầu tiên là con bao tay Daytona Rio êm vãi luôn, dùng một năm nay rồi chưa hết. Tiếp theo là chủ xe lên con, vì là bạn ấy thay Adeline 4 feet nhỏ ở dưới nên là bạn ấy lên luôn tổng phanh là Racing Boy bản 14. Bóp rất là ngon lành, êm ái, bóp cho đẩy xuống ABS xong đẩy xuống phanh cực kỳ là ngon luôn. Đi kèm với nó ấy, đây này các bạn thấy không? Tôn thì không phải nói rồi đúng không? Tôn Racing Boy nó quá nhẹ nhàng rồi. Quá nhiều anh em lựa chọn và ưa dùng rồi. Không phải nói gì nữa về con côn này. Đấy, bao tay Daytona kèm với gù chống rung nhỏ nhỏ. Cái này là kèm điện thoại nhá, dành cho anh em đi tour. Nhưng đặc trưng là anh em ở nếu mà những các bạn là đi next buy ấy, đi ghi đông trần ấy, thì chúng ta chỉ cần lấy cục này chúng ta bắt thẳng vào ghi đông thôi. Còn nếu mà các bạn underbond hay như R15V3 thì phải lấy cả cái cục này để bắt lên nữa. Để làm gì? Để bắt vào chân gương hoặc là bắt vào chảng ba. Vì cái xe này thì nói thật với anh em luôn, mình quay review để đồ chơi cho anh em xem thôi. Còn về tổng thể xe thì nó chưa được ok. Do là các bạn biết nó thiếu cái gì không? Thiếu cái bộ đề can, nó làm cho chiếc xe đang bị lủng củng quá nhiều màu. Đây, camera đi sang bên này. Càng gấp thì bạn ấy lại sử dụng là bộ càng gấp của Rapido, càng kiểu càng chữ A, kiểu phân khối lớn ấy. Đấy, thì càng này thì lắp chuẩn cho Winner X luôn, không cần phải độ chế cháo gì. Cộng với là nhông xích thì bạn ấy đi bộ của X1R 15-45. Nhông xích thì X1R 15-45. Đấy. Và xích thì xích là RK trên, nên là quay nó rất là nhẹ nhàng. Con này thì không cần phải độ chế gì, dành cho anh em Winner thích lên kiểu càng to bánh lớn. Con này các bạn có thể đi vành 4.5 và đi lốp 1.6 được luôn. Hàng nó rất là rộng và nó rẻ. Quan trọng nữa là rẻ, không độ chế cháo gì, tháo ra lắp vào như zin luôn. Đấy. Thì cái điều mà anh em để ý nhá, chúng ta sẽ để ý là cái điều mà khi mà bất kỳ chúng ta thay càng, cái dây dầu của bạn nó sẽ không còn dùng được nữa, chúng ta sẽ phải thay dây dầu độ. Thì cái dây dầu này là dây dầu Murin sau. Tại sao nó lại phải đi vòng như này? Vì là các bạn biết tại sao không? Do là Murin nó chỉ có một size thôi, nó không cắt được. Còn nếu mà anh em mà muốn chuẩn như zin, lắp đi điếc các thứ gọn gàng như zin ấy, thì chúng ta sẽ chơi dây dầu của Akosato hoặc dây dầu của heo để cắt theo đúng cái độ dài của dây luôn, thì trong cái xe nó sẽ gọn gàng liền lạc hơn. Những cái đấy thì ở bên Tút nó làm được đấy. Tút nó chuyên cắt dây dầu thì nó có. Nếu mà anh em chơi ở ngon xịn sò và rẻ tiền, Akosato. Còn nếu anh em chơi xịn hẳn thì chơi hẳn heo và tám. Còn đấy thì nhiều anh em PGL lẫn cả idol xe nhỏ chơi lắm rồi. Về cái phát biển thì đây, các bạn thấy không? Phát biển đây thì là chủ xe sử dụng bát CNC, mắt lên xi nhan zin. Ô, con này là con có phải con i8 không nhỉ?
Zin hay sao nào? Zin. Vâng. Còn nếu mà anh em có điều kiện nhá, thay cho mình cái đèn hậu này. Cái đèn hậu này bằng cái bộ cả bộ mạch i8 luôn. Nó nổi bật luôn. Với mình ấy thì điểm chê duy nhất bây giờ hiện tại là xe nó đang nhiều màu quá. Đỏ, trắng, xanh, vàng. Luộn nguộm hết cả lên. Bây giờ nếu mà đưa nó về một tông màu á, tối cho bộ đề can một tông màu nữa là chiếc xe sẽ đẹp luôn. Tại sao là anh em để ý mà xem chiếc xe này không có một tí đèn trợ sáng nào? Do là các bạn biết sao không? Có đèn này nó quá sáng rồi. Nó không thể, không cần thiết phải lên đèn trợ sáng nữa cho chiếc đèn này. Ok anh em, và đây là một bài review những cái đống đồ chơi lên để chủ xe dọn Tết. Nhưng hôm nay vừa rồi là chủ xe ghé qua mình, hôm nay là để lên cái bộ cùng Domino tiện là mình mượn mình quay luôn. Đấy. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhá. Còn bạn nào comment xe này cải lương ok, nhận luôn xe cải lương có nhiều màu khác. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau.